không hiện hiện. Là có nghĩa là phải có máu, nó gì ở, nó ra ở miệng bị sáo ha, à và đái máu ha, rồi à, nó phải à, là có nguyên một cái dĩa, à, nó ra nguyên dĩa chứ nó không phải ra một phần của cái dĩa, hiểu không? Rồi nó thì nắm được ha. Và sao kiếm được cái dĩa, à, và tổng phân tích tính tiểu là phải thấy được cái dĩa hay là cái đĩa, à, thì mới được cái một phần là cái đĩa bể hoặc là cái, à, của cái đĩa thì cũng không phải là chữ máu ha. Thì nó gồm có hai cái là một là đại thể, đại là bự, ờ, vi thể là nhỏ là tiểu ha, đại thể là nhìn thấy bằng mắt thường ha, đó ha, đó. Còn vi thể là có duy tính hiện gì hả ha, mình sao có nghĩa là màu sắc nó mình không thấy thay đổi ha, à, mà mình bắt được à, những cái đĩa hồng cầu ha, à, là những cái con hồng cầu ha, hồng cầu hình đĩa là không hay bạn bắt được cái đĩa ha, à, là mình thấy những cái tới nguyên tế bào hồng cầu thì đó là có tiểu máu ha. Còn nếu mà cái nhân hemoglobin là tiểu hemoglobin là khác ha. Hoặc là mình thấy cái màu nó đỏ nó sậm ăn xách xị rồi vân vân nhưng mà không có cái hồng cầu trong đó thì không phải là tiểu máu ha, à. Ô, nguyên nhân thì kể ra tới ngày mai cũng không hết nữa. Nguyên nhân nó bao gồm là nội khoa và ngoại khoa thì nó gồm có tại cái đường tiết niệu nha, tại đường tiết niệu hoặc là ở ngoài đường tiết niệu nó cũng gây tiểu máu. Thí dụ một số nguyên nhân ngoài đường tiết niệu, thí dụ như là nó bệnh về rối loạn đông máu chẳng hạn, một số bệnh nhân dùng thuốc kháng đông kéo dài vì trong mình ổng không ra dám ra đi vào ban đêm, đi ban đêm sợ bị cướp, do mình ổng lúc nào cũng ổng đem theo cũng khoảng mấy trăm triệu hết, ví dụ như vậy, biết không? Làm sao? Là ổng đặt mấy cái stand rồi đó, cái cũng 80 triệu mà thí dụ ổng đặt nhiều cái, à. Bây giờ mình phải dùng thuốc kháng đông nha, à. Đi vào một đêm là cướp tiền, tiền cướp tiền, lúc nào ông mang cho mình cũng vài trăm triệu, chưa kể nếu mà ông buồn buồn ông mang thêm hai cái khớp háng cả nữa, à. À. Rồi còn cái bệnh lý về máu, thí dụ như xuất huyết giảm tiểu cầu, phải không? À, tất cả các dòng sông đều chảy, kể cả chảy máu mũi, à, rồi da cũng chảy, mắt gì, dòng sông niệu, dòng sông quê em sao cũng chảy, à, cũng chảy, à, vân vân, thì nó nhiều. Còn mà những bệnh lý về nội thận, à, à, thì nó cũng gây ra tiểu máu, à, à. Còn những cái nguyên nhân khác, thí dụ như viêm nhiễm rồi do ung thư đường tiết niệu, u thận. À, bú ung thư bàng quang, ung thư tiền nguyệt tuyến, bú lành tiền nguyệt tuyến, hoặc là do chấn thương, à, chấn thương dập thận, chảy máu, chấn thương niệu đạo, à, chấn thương niệu đạo cũng gây tiểu máu. À, như vậy thì mình có suy nghĩ đây là thưa các thầy là ít nó chưa có phát hiện thì không có trong tay, không tiền nói ai nghe ha. Mà tiền à, lúc đó chưa có mua, chưa có máy siêu âm, chưa có máy nội soi niệu ngon lành ha, chưa có CT, chưa có MRI, bởi cho nên không biết máu nó chảy từ đâu, nó bắt nguồn từ đâu. Bây giờ bắt đầu ngồi đó chống tay suy nghĩ là có nghĩa là đưa cho ba cái chung, ba ly uống rượu mà phải ly là ly thủy tinh nha, à, tiểu vô, tiểu vô. À, đầu tiên nó đầu ra những giọt đầu thứng vô, cái đầu ở giữa thứng vô,
cái ông đầu cuối cuối hứng những giọt cuối, cái ông đầu để trên bàn đó đợi cho nó lắng động xuống coi coi cái ly nào nó đậm màu hơn, thì ông đầu ngồi nó bắt đầu mới suy lệnh coi máu bắt đầu từ đâu ha. À, là có nghĩa là mình tìm nó gọi là nghiệm pháp ba ly thì nó mang cái tính chất lịch sử. À, tuy nhiên nó cũng đâu có chắc chắn lắm, bây giờ mình còn nhiều cái biện pháp khác để mình hỏi bệnh mình biết nha. Ví dụ mình siêu âm mình coi coi có sỏi không, có u thận không ha. Rồi rồi mình siêu âm hoặc mình nội soi bàng quang mình coi có bú bàng quang không ha. Có bú thì mình tiến không, nó to nó chảy máu không, coi ra hai miệng niệu quản này nè, coi lên nước tiểu nó phụt ra lên nó có màu đỏ nó chảy từ đâu, đó là những trường hợp tiểu máu đại thể nha. Còn đôi khi nguyên thể cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu nha. Có nhiều lắm mà kể ra chơi cho vui chút xíu. Rồi ngộ độc thì ngộ độc thì thường nó sẽ bị rối loạn đông máu. Bởi thường trong phim Hồng Kông thường thấy ăn cái gì hay là gì trúng độc cái thì sao hóc máu, nhưng mà sao không thấy ai quay tái máu bỏ sót nha. Đó thì ba ly á, ba chân ngủ á nha. Hồi xưa thì các thầy dạy á còn có một cái kỹ năng nữa là còn cái ngửi, rồi xong rồi các thầy nếm thử nữa. Nhưng mà về thí dụ thì ông thử giống như mà cũng không, ông đem ba cái ly nước tiểu ông để đó, một ly hai ly ba ly, kêu vào chấm vô nếm cái chấm vô nếm cái chấm vô nếm cái, rồi mấy em xong rồi thấy sao hay quá thầy ơi, tại vì mới chấm món một nó cũng liếm, ủa mới chấm món hai cũng liếm hai, còn ông chấm món này mà ông liếm món khác, hiểu không? Nhưng mà ông thử cho học trò nó nhanh nhạy không nhưng mà cái ngửi nó cũng quan trọng nha. Năm nay đầu năm đầu tháng là tôi được cái ngửi lại một cái mùi cốc chết, mới vừa mở xong ca hoại tử cuộc nghe là hai cái bìm nó thu quách hết trơn, nó thúi lan, nó dùng tình chuyên môn mở ra gặp ra đổ xì vào vô mặt mũ rồi nó trào ra ha, mà nó hoại thư sinh hơi ha. Còn cái ung thư dương vật nó cũng là dạng mô hoại tử cộng với vô cái buồng mà phụ nữ nằm mà tự nhiên có mùi thum thủm đâu đây, thế nào cũng có một bà ca cổ cải lương biết gì không, ca cổ tử cung á, ca cổ á là ung thư cổ tử cung á. Cuối nhà nó hôi mùi tăng mà bây giờ mình phải ngửi ha. Còn các bạn khám bệnh mà các bạn nói có cái gì viêm ruột thừa thì các bạn nói nào là có hội chứng nhiễm trùng toàn thân đúng không, nào là môi khô rồi gì nữa, ngửi dơ rồi gì nữa, hay thở hôi, thì nào các bạn ngửi được cái mùi của ruột thừa thì các bạn sẽ lớn nha, là có mùi của ruột thừa diễn tả không được là các bạn phải đi ngửi cái mùi hơi thở nói chuyện của những bệnh nhân mà bị ruột thừa, rồi xong lên mẫu nó bị ruột thừa ha, chứ không phải ngửi những cái mùi hôi thôi, tiêm tiêm những mùi hôi ở đâu đó mà không phải ruột thừa, không phải ha. Mà mình phải đi phụ mẫu coi ruột thừa nó hoại tử nó rõ ràng ha, nó trong mẫu rồi cũng lên ha. Rồi vậy thì mình phải hỏi bệnh là chính xác và để mình phân loại những cái nhóm nha. Tại vì là nữ tiểu máu thì thông thường thì nguyên nhân nó khác, hoặc là độ tuổi của nữ trẻ nó khác nha. Rồi lớn tuổi nó khác nha, nó có theo độ tuổi rồi theo nghề nghiệp hỏi bệnh sử cho nó kỹ càng thì mình thăm khám thì
mình sẽ nghĩ nó gần hơn ha. Nếu mà mình tìm mà xung quanh gần gần không có thì lúc đó mình hãy đi xa hơn chút xíu, xa chút xíu không có nó mình nghĩ tới sao kim sao quả gì vậy ha, cũng được. Chứ chưa chân mới đó, bệnh nhân này bị tái não rồi lên thư thiền bắn lên với sao quả, nó này bị ung thư thận giai đoạn cuối, hiểu không? Nghĩa là mình phải đi tìm những cái nào mà nó gần nhất nha, thông thường nhất. Rồi đó thì xét nghiệm, rồi cuối cùng thì mình chẩn đoán được xác định, rồi chẩn đoán phân biệt. Ví dụ một số nguyên nhân cũng có màu đỏ đó nhưng mà nó không phải là máu ha. Cũng nước tiểu đỏ sẫm thấy tưởng là máu, không phải là máu ha. Rồi thì biết nguyên nhân thì điều trị theo nguyên nhân hết bài thôi, chứ giờ làm gì giờ ha. Quan trọng là mình tìm được cái nguyên nhân đó ha. Đúng. Kịp không? Theo kịp không? Nói đôi khi các bạn về suy nghĩ cũng từ từ cũng hiểu ha. Đôi khi mới nói cũng hơi khó hiểu một chút. Rồi có ai có ý kiến gì không? Lớp đông quá trời thì sao tôi nhớ mặt hết trời. Đi ra đường đụng bớp bớp chưa chắc thì nhớ hết nổi. Hồi xưa đâu đông dữ thần. Cử là dữ lớp một lớp. Còn giờ hai lớp là nhiêu vậy? 200 mấy rồi đó hả? Mấy lớp vậy?